sử dụng con này nha. Con này tên là Fuji Zoom Cardia Super 1 290. Con này nó có mấy đời luôn, nhưng mà mấy đời nó cũng sống giống nhau. Kéo lên bỏ cục pin vô. Pin nó tên là CR123A nè. Mọi người sẽ đặt cái pin này trên Shopee hoặc ghé mấy chỗ rửa đó mua. Họ khó thì ghé bên tụi anh. Rồi, tắt máy thì dạy cái lên là tắt. Dạy cái lên là bật. Thì chú ý mình á, bật máy lên thì lấy tay đẩy nhẹ cái lên ra, đẩy nhẹ cái nắp ra. Thì thường những cái nắp này á, nó sẽ không có còn smooth qua thời gian nữa. Ở đây nó có hai cái hình, đồng nghĩa việc là zoom ra và zoom vô. Nó cũng sẽ thay đổi trong cái view ngắm của em. Rồi, lấy nét để chụp á, thì nhấp nhẹ lấy nét. Nếu mà lấy nét được, nó sẽ đứng yên cái đèn, bấm hết là chụp tấm. Mình sẽ có thể chỉnh các function trên máy bằng cái màn hình ở đây. Rồi, màn hình đây hiển thị trống nè, nghĩa là không có phim. Bấm nút này một cái, nó lên hình con mắt, có nghĩa là nó sẽ xóa mắt đỏ khi mà đánh flash. Cái này là bật flash, cái này là tắt flash. Còn màn hình chống không này nữa, có nghĩa là auto. Auto có nghĩa là thiếu sáng nó bật và đủ sáng nó không bật. Bấm đây, nó chỉ vô đây là hiện giờ nè. Cái này thì bỏ qua. Rồi, cái con này về việc lắp phim với tháo phim thì nó khá là đơn giản. Thì mọi người kéo này lên, nó sẽ cho mở ra như đây đúng không? Rồi, nó sẽ có cái khóa gại đây lại nè. Mình đẩy nhẹ nó kìa, nó bung ra. Rồi, tiếp theo là mình sẽ bỏ cái đầu lò ra này, hướng xuống dưới. Sau đó mình kéo cái này qua đây một đoạn, như thế này. Rồi, kéo qua đây một đoạn rồi, như thế này. Sau đó thì đóng nắp lại, nó sẽ lên phim. Thì đối với cái con này á, nó sẽ gọi là drop loading, nghĩa là nó sẽ kéo với một cuộn phim, ví dụ cuộn có 368 thì nó sẽ kéo 36, xong nó sẽ tua ngược về. Ví dụ cuộn có 24 thì nó sẽ kéo tới 24 xong tua ngược về. Thì việc của mình là mình lắp phim vô xong rồi thì mình đợi nó kéo hết phim mà. Ví dụ cuộn có 27 tấm rồi, nó sẽ maximum tới đây. Giờ thích gì thì mình có thể chụp đó. Và nếu không chụp thì mình tắt máy đi, mình cất máy đi. Rồi, nó sẽ hiển thị cái nó không sao hết. Và tuyệt đối khi đang có phim trong đây thì không được mở cái này ra. Tại vì mở ra nó sẽ bị cháy hết những cuộn phim của mình đã chụp. Còn ở đây có hai cái nút là Mode với lại Set. Mode giúp cho mình chỉnh thứ tự là năm tháng ngày, ngày tháng năm lên bớt hình của mình đó. Rồi, khi mà em muốn chỉnh cái số này thì em giữ cái nút Mode này 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5 sẽ chớp cái số. Em bấm nút Set này để tăng cái số này lên. Nó sẽ có giới hạn của nó, limited của nó trong cái khoảng bao nhiêu. Và đây nó có một cái chữ M nhỏ nhỏ ngay số 1 này. Cái này kế bên là mình muốn chuyển qua số tiếp theo thì bấm nút này một cái nó chuyển qua số tiếp theo. Ok, cái ngày giờ nó sẽ print lên bức hình khi mà nó có hiển thị số ở đây. Còn nếu em muốn off đi luôn thì có thể bấm khi nào nó ok vậy là tắt. Rồi, không chụp thì cứ tắt máy đi, tuyệt đối không được mở này ra nha. Mở ra nó bị cháy hết á. Còn bật máy lên thì cứ bật lên. Rồi lấy tay để nhẹ cái. Ok, thích gì thì nhấp nhẹ lấy nét. Nhấp nhẹ trên đây lấy nét. Bấm hết lại chụp. Ok, nếu có vấn đề về máy thì cứ liên hệ lại tụi anh. Rồi, ok, nhấp nhẹ lên nhé. Bấm hết là chụp. Ok. Rồi, chụp hết nó tự động tua về, nó về số 0 nha. Ok.